Dạ Vũ chào các huynh đệ tỷ muội và các bạn gần xa. Hôm nay Vũ lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ lễ tang vị cố đạo hữu Đào Thị Lăng, 84 tuổi, tại ấp Gạch Tắc, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng Vũ vào bên trong làm lễ cầu siêu và cầu nguyện và đưa tiễn vong linh của cô về nơi yên nghỉ cuối cùng. Và đừng quên cho Vũ xin lượt đăng ký và chia sẻ. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng đi với Vũ nha. Thank you.
Hãy subscribe cho
Lại liền.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.